Xin chào quý vị các bạn. Tiếp nối truyền thống giới thiệu các cái dịch vụ liên quan đến sửa chữa phần cứng, phần mềm trên các mẫu điện thoại đang thực hiện tại didongcaocap.vn. Hôm nay didongcaocap.vn giới thiệu với bạn video giới thiệu về dịch vụ sửa chữa thay mới màn hình điện thoại Sky A910 đang thực hiện tại didongcaocap.vn. Đây là bảng khung xương của Sky A910 này. Rất là đơn giản này thôi. Với màn hình thì nó đây là màn hình của Sky 910. Màn hình AMOLED nó mỏng dính nhỉ. Nó nối cái bảng main thì nó đơn giản thôi, nó không phải là quá cầu kỳ, quá phức tạp. Đó, ta cho vào. Đây. Đó. Ghép màn hình vào máy. Khi các bạn làm rơi và đập vỡ kính, vỡ kính trên điện thoại Sky 910 hay vỡ trọn bộ màn hình trên Sky 910. Quý các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, didongcaocap.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với didongcaocap.vn cần thay mới màn hình cho điện thoại Sky 910. Quý vị các bạn có thể gửi máy đến didongcaocap.vn hoặc qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ báo giá cụ thể với các bạn, chi phí sửa như nào, sửa cụ thể như nào. Sau đó thì quý vị các bạn đồng ý thì didongcaocap.vn sẽ tiến hành sửa và chúng tôi sẽ gửi ngược lại khi mà sửa xong. Thưa quý vị các bạn, nhận được máy, quý vị các bạn thanh toán tiền như bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Sky 910, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện màn hình cảm ứng của Sky 910 hàng đầu hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn xem video tại didongcaocap.vn.